Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận 5 tóc cần gốc nè bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả như video mới tìm tắt chatbot. Rồi các bạn bấm son này đó. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn son kim gấp nè. Rồi các bạn bắt up lên các bạn. Website visit website các bạn xem qua website của nó các bạn. Connect. Đây là một dự án game không biết có AirDrop không. Rồi nó có AirDrop. Dự án này rất ngon các bạn. Rồi. Tiếp tục các bạn son tiếp controller nè. Rồi các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục follow tại Twitter và retweet tăng 3 người bạn vào nè. Trên tại Twitter thì các bạn theo dõi nha các bạn. Sau đó các bạn like nè. Tại nhảy tao toàn lỡ tay. Like nè. Chức năng tự quyết. Sao có confirm đây nữa ta. Phan phan các bạn chờ chút xíu các bạn. Rồi các bạn chức năng bí cái game luôn đi các bạn. Chắc like nè. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Sau đó các bạn chọn tiếp controller nữa nè. Sau đó các bạn follow vào từ Twitter nữa nè. Trên tờ Twitter nữa thì các bạn theo dõi nha các bạn. Sau đó các bạn lướt xuống nè. Các bạn like nè. Các bạn chụp nhận với tờ tweet nè. Các bạn đi tiếp với username của nó đi các bạn. À cộng AirDrop nè. Rồi bạn tweet lên nè. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Bạn bấm register các bạn. Rồi các bạn lướt xa. Bot là cái gì ta? Cái hộp. Rồi dòng đầu tiên mình đi chỉ email của các bạn giao nè. Sau đó bạn gửi địa chỉ bên bi sờ mắt trên bet 20 trên dưới chocolate của các bạn vào nữa. Mình chờ chút xíu nha. Rồi sau đó submit đường link profile tại Twitter nữa. Rồi trên tờ Twitter nhấp vào avatar, nhấp vào một hồ sơ nữa, nhấp ba gạch cùng, nhấp vào chia sẻ nữa. Rồi bạn sẽ chép liên kết nè, cho bot nè. Rồi sau đó các bạn submit link retweet nè. Submit link retweet là cái bài của nó các bạn. Rồi thì bạn mở tờ Twitter tất cả các bạn ra nha bạn. Các bạn chia sẻ cái bài các bạn đã tờ tweet nè. Các bạn ngồi ngay gấp tay của nó nè. Cứ lại cho bot nè. Rồi My Health Sonnet. My Health Sonnet. Bấm menu. Rồi bấm mi balance để check số cần mình kiếm được các bạn. Ok, mình đã nhận được 5 token watt nè. Các bạn nhiệt lên ghép chia sẻ bạn bè người thân để kiếm thêm token cho các bạn. Vậy video đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.